Xin chào tất cả các bạn, mình là Vinh Ly và chào mừng tất cả các bạn đến tới lại kênh YouTube của Vinh Ly nha các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn tới các bạn từ New York City. Mình đi băng qua sương mù, mình đi tới Niagara Falls. Thì cái đoạn đường từ New York City tới Niagara Falls đó rất là hiếm gặp sương mù, mà mình chọn sao ra được một cái ngày này mình cũng không biết tại sao mình chọn ra được một cái ngày như vậy nữa. Tại một đó là mình gặp được một ngày dương, là một ngày trời nắng ấm, chan hòa, quay phim rất là đẹp. Và cái ngày trời nắng ấm đó thì đặc biệt là sương mù nó tan đi rất là lẹ. Còn mình gặp ngày âm đó là ngày tuyết rơi dày đặc, lạnh lẽo thì nó sẽ không có sương mù. Cái ngày mà mình đi này đó, nó ngày đó là âm dương lẫn lộn. Thành ra đó là trời nó vừa nóng mà vừa lạnh. Thành ra đó là cái hơi nước đó các bạn, nó không có đủ để bốc hơi quá lẹ, mà nó cũng không đủ lạnh để đông thành tuyết nữa, thành ra nó tạo thành cái sương mù này đó. Mà sương mù này nó sẽ chạy cẩn thận chút nha các bạn. Mình cũng không bật đèn pha quá nhiều, bật đèn pha quá nhiều là nó chóa cái đèn, cái xe đi ngược á nó sẽ chửi mình đó, nó chửi từ mình, từ trên đầu chửi mình xuống dưới, bấm còi tin 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 luôn á. Cảnh sát này là cảnh sát mùa thu đông, thành ra là nó khá đẹp. Những năm gần đây thì New York nó không có lạnh lắm, đặc biệt là bây giờ mình tới cái thác Tohannock rồi các bạn. Cái thác này là một cái thác nằm ở giữa đường đi từ New York City cho tới Niagara Falls. Thì mình tạm dừng chân đây, mình thăm cái thác nhỏ trước. Cái đường vô thác thì cũng khá là hữu tình. Mình nghĩ cái cảnh này, cảnh thu đông đó, nó hữu tình hơn. New York nó đặc biệt cái mùa thu đông nó nhìn rất là hợp. Còn cái hiện giờ cái chỗ mình đứng đó là chỗ đậu xe và bắt đầu đi vô trong thác. Thì cái chỗ đậu xe mình này mình tạm gọi là chỗ downstream nha các bạn, chỗ hạ nguồn đó. Đó, nó có cái cầu để chụp hình. Rồi mình đi tới cái thác nhỏ ở hạ nguồn này đó, thì người ta có câu cá ở cái thác nhỏ này. Không, đó, mình đó thì mình không có câu cá. Đó, dạo này mình ít có câu cá lắm. Cái clip câu cá mình nó đuối rồi. Mà mấy bạn muốn coi câu cá, bạn nhớ ủng hộ mình nha, coi lại mấy clip câu cá của mình để câu view của nó lại. Cá thì không có, câu được bà má. Câu được bà má đi, chắc bà má đi coi thác nước. Rồi từ cái chỗ mà đậu xe hạ nguồn đó, đó mình muốn đi bộ lên cái tới chỗ thượng nguồn để coi cái thác lớn này, nó là khoảng 45 phút. Còn mình lời mình không đi bộ, mình chạy sẵn xe lên đây để mình chụp hình cái thác luôn. Cái đặc điểm của đi bộ nó tốn công tốn sức một chút, nhưng mà mình đi bộ tới dưới chân thác. Còn mình chạy xe đó, mình chỉ chạy xe lên đỉnh, mình coi cái đỉnh thác thôi. Mà cái ngày mưa kiểu này là nó chặn lại, nó không cho mình đi từ cái chỗ đậu xe đi xuống chút xíu nữa để chụp hình giữa lưng chừng thác, nên mình chỉ quay từ ngoài thôi. Rồi giờ mình tới Niagara Falls rồi mấy bạn. Niagara Falls thì mình tới Niagara Falls thì nó lạnh, lạnh nhưng mà cũng có nắng bạn. Các bạn. Gió là nhiều lắm, gió lớn. Đó, rồi cặp bảy khắc cầu vồng luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Nhưng mà đi mùa này đó là mình phải tốn 250, một đó là mình kiểm tra Covid trước mình mới chạy qua bên bờ Canada được, còn không tới đây mình phải tốn 250 để kiểm tra Covid mình chạy qua bên Canada. Mà từ bên Canada về Mỹ á, mình chạy ngược kia là Mỹ thì không có đòi giấy kiểm tra Covid mấy bạn. Cái đó là cái điều đặc biệt nha. Cái này cái là bờ Hữu Ngạn các bạn, bờ Hữu Ngạn nhìn từ ở bên Mỹ qua là bờ Hữu Ngạn. Bên kia là cái thác chính, thác chính là bên Tả Ngạn. Bên này bắt đầu cầu vòng lên rồi đó.
Cái này là kỷ niệm tượng Nikola Tesla. Mấy bạn nào chơi cổ phiếu Mega Tesla lại cúng không mày các bạn? Trên đường mình về thì trời nó cũng vui vui, nó mặt trời lặn đó, mình định định. Rồi, cảm ơn.